Tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Hoan hỉ, chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị khỏe mạnh, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thành công. Làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên và không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Con cái, tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng thưa quý vị, điều đó dường như là mong ước xa vời đối với rất nhiều người. Bởi vì trên thực tế, có những người kinh tế bấp bênh, nhưng mà họ lại rất hạnh phúc. Còn có những người kinh tế dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Và thiết nghĩ đó cũng chính là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không thưa quý vị? Trong chuyên mục tử vi chi tiết cho từng tuổi trong tháng 3 âm lịch ngày hôm nay, thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình này sẽ cùng với quý vị chúng ta bàn về tử vi của những gia chủ tuổi Nhâm Dần trong tháng 3 âm lịch. Vậy thì cụ thể vận trình của họ như thế nào? Đường công danh sự nghiệp tài lộc vận hạn của những người này có những chuyển biến ra sao? Thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đi vào phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có mệnh Kim Bạch Kim là những người yêu thích sự yên tĩnh và cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui. Họ cũng chính là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần tính cách nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính do dự, không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc ở nơi, công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Dần sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ đi theo đường quan vận thì ngày càng chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Gia chủ Nhâm Dần cần chú ý, tuổi này của bạn tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu, hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình của bạn. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Dần nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, người tuổi Nhâm Dần sẽ có những bước đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Một số người may mắn nhận được sự trợ giúp của quý nhân, nên những công việc tưởng chừng khó khăn cũng có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Người tuổi Nhâm Dần luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất kỳ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát sẽ khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng Giáp Thìn, đường tài lộc của bản mệnh bằng phẳng. Nếu vẫn còn đang đi làm, bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân, khiến cấp trên hoặc đối tác tôn trọng, nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương, tăng cường hợp tác. Với những người đã nghỉ hưu, bạn duy trì mức sống ổn định, thậm chí có người có tiền dư giả để tiết kiệm, con cháu hiếu thảo, quan tâm cũng giúp bạn có cuộc sống chất lượng cao hơn. Người đầu tư vào lĩnh vực nhà đất cũng thu lại được một khoản lời lãi khả quan.
bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, người tuổi Nhâm Dần cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác, bạn cũng sẽ cảm nhận được thấy cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính là việc này mà ra. Bạn cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội. Đối với gia chủ Nhâm Dần, sinh năm 1962, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có một chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Các quý gia chủ tuổi Nhâm Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo phong thủy lộc tài, tháng này đứng nhân duyên của những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 phát triển khá tốt đẹp. Bạn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người xung quanh nếu gặp phải vấn đề trong cuộc sống. Đa số mọi người thường duy trì cuộc sống gia đình yên ấm. Tất nhiên, đôi khi những sự cố nhỏ có thể phát sinh, nhưng các thành viên trong nhà lựa chọn tin tưởng nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió. Với một số người đang độc thân, bạn có thể mở rộng lòng mình để đón nhận sự quan tâm của người khác. Đôi bên có thể không cần đến tình yêu mà chỉ cần đến sự quan tâm trân trọng nhau là được. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022. Dương lịch có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 3 năm 2022, tức ngày 13 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 25 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 3 năm 2022, tức ngày 4 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức ngày 16 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc.
ngày âm lịch ngày 28 tháng 3 năm 2022, tức ngày 28 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn nghề tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi 1962 Nhâm Dần trong tháng 3 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1962 Nhâm Dần. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 3 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!